Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đi buôn một con tóc cần lớp để tham gia một chương trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 1 triệu tóc cần lớp nè bạn. Thì hiện tại tóc cần lớp với giá là 1 đô mấy nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình, sau đó các bạn dán vào trình duyệt Chrome nha các bạn. Thì các bạn cần phải có một cái ví có là Terra xanh nè các bạn. Ví này nè các bạn. Rồi bạn connect với đó nha các bạn. Khi vào thì bấm Ari nè. Rồi các bạn chỉ việc nó hiện ra một connect thì các bạn bấm vào connect là nó tự động connect nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào một bull này cho các bạn. Thì để yêu cầu bull con này được thì các bạn cần có hai con tóc cần, đó là một con tóc cần lớp và con UST nha các bạn. Bạn xem có lớp rồi nè, con UST mình đã có được 5 rồi nè. Thì nếu bạn nào có tôi cần lớp này thì các bạn vào swap qua một ít qua con tôi cần UST nha bạn, hoặc các bạn nào không muốn swap thì vào xem một cái video mình hướng dẫn các bạn chuyển mạng từ UST từ mạng Binance Smart Chain sang UST mạng Terra để làm phí gas nha các bạn. Thì còn đối bạn nào mà không có, không muốn như có con tóc cặn lớp nhiều thì các bạn cứ việc swap qua con UT nha bạn, lớp nè. Bạn swap một chút để tham gia chương trình bull này nha bạn. Rồi bạn muốn swap bao nhiêu thì swap mà. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào bao anh cùng nè các bạn. Các bạn bấm vào một bull nha bạn. Để mình có hai con tóc cặn đó mình đi ghép thành khoản lên mới được các nha các bạn. Thì dòng trên đây thì các bạn chọn là con lớp đi các bạn. Dưới đây thì con UDT nha bạn. Con nào cũng được. Thì chọn thành khoản thì 50-50 nha các bạn. Ví dụ như các bạn có 5 con UDT thì ở trên đây UDT đi các bạn ơi. Đây con tôi cần lớp là nhiều. Rồi các bạn chọn mắt nha các bạn. Thì bull này rất là rủi ro các bạn. Một khi con tôi cần nó lớp thì nó tăng giá thì các bạn lãi các bạn. Còn một khi nó sập giá thì các bạn lỗ các bạn. Thì đầu tư thì phải chấp nhận chịu rủi ro các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào approve nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một sinh đồ nè, nhập khẩu vào. Rồi sau đó bạn bấm confirm nha các bạn, chờ nó xác nhận chút xíu nha các bạn. Rồi, các bạn bấm confirm rồi sau đó các bạn quay lại, các bạn bấm vào một này cái nữa nha các bạn. Ok rồi, thì như vậy là mình đã ghép thành khoản nè các bạn, mình đã ghép được 4 đô mấy nè. Chưa các bạn, để tổng số bull mình là 9.2 UDT nè các bạn. Còn đây thì cái LB này là cái mình được 4 chấm LB này là nghĩa là nó đầu là cái lãi suất của mình nhận về hàng ngày nha các bạn là 4.1 LB. Rồi sau này nữa các bạn biết giao nha các bạn. Thì hiện tại chức năng farm nó chưa mở các bạn, vì đây là một cái sàn desk của cái sàn lớp mới ra nè các bạn. Nó có chương trình nè. Các bạn nếu mà các bạn tạo thành khoản thì các bạn sẽ tham gia được chương trình góp bằng chia tổng giải thưởng 1 triệu tôi cần lớp nữa. Thì tùy theo số lượng các bạn sẽ tách nhiều hay ít thì sau này nó phân phối nha các bạn. Nếu bạn sẽ tách nhiều thì nó sẽ phân phối nhiều các bạn. Rồi để mình check chức năng tiếp tục. Thì mình sẽ nhắc lại các bạn nên cân nhắc nha các bạn. Thấy gì không dễ ăn đâu nha các bạn. Bull này với bull và farm rất là rủi ro các bạn. Hiện tại con tóc cần lớp này nó cũng bay giá khá là cao các bạn. Các bạn bấm vào swap thử coi. Thì mình check giá cho các bạn. Hiện tại nó lớp UT nè. Hiện tại một tôi cần lớp của khoảng gần 1 UT các bạn sập. Sớm nó 1.3. Rồi, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn bull đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.